Hi, xin chào anh em nha. Thì hôm trước mình có quay cái clip mua cá về thả trong cái thùng xốp 1m2 này. Tuy nhiên sau khi mình thả một thời gian các bạn, thì cái thùng này nó bị đóng rong, cũng như hệ vi sinh chưa ổn định. Cá về nó chết nữa, nó nằm khuất ở dưới mấy cái hốc cây á. Nên là cái hồ này nó bị nhiễm bệnh nha các bạn, bị nhiễm bệnh. Và cá đợt mình đi công tác một tuần lễ về thì cá nó chết cũng gần hết rồi các bạn. Thì tạm thời thì mình có bắt cá qua bên đây. Tạm thời mình có bắt một ít cá bớt qua cái hồ này. Hồ này thì nó đã ổn định rất là lâu rồi ha. Hồ này thì chủ yếu mình nuôi cá bún thôi. Và một tiếp theo là mình để cho cá một ít cá vào hồ này. Thì hồ này nó cũng đã ổn định ha các bạn. Đó, thì mấy con cá nằm trong đây chết hết rồi nè. Cũng có lý do này nè các bạn. Nó chết mà mình không biết á. Mình để nó trong đây nè, thì để lâu ngày nó sình lên. Nó hư nước ha các bạn. Thì khi mà nước chất lượng nước nó không tốt thì mấy con cá khác nó cũng sẽ bị bệnh theo. Bởi vì các bạn nên hàng ngày các bạn ra thăm chừng. Đây. Chết thế nè. Thăm chừng coi có con nào chết không. Nếu có con nào chết thì các bạn phải vớt ra nha. Ở đây bèo nhiều quá. Bèo nhiều quá, nhiều khi nó chết nó nằm dưới bèo mình không thấy nha các bạn. Bỏ bớt bèo đi. Bỏ bớt bèo đi cho mình dễ quan sát ha. Đó. Nuôi bèo nó cũng có cái lợi ích của cái nuôi bèo, tuy nhiên thì bèo nhiều quá nó che mặt nước, nó che cá hết. Cá mà nó có chết thì mình cũng không phát hiện kịp với các bạn, thì nó sẽ dễ gây hư nước. Mà nước nó hư rồi thì các bạn biết rồi đó, cá sẽ bị bệnh liên tiếp luôn, không có chữa được đâu. Đó, cá nó nằm ở đây dưới này nè. Và hồ này thì ok rồi, cá rất là khỏe rồi ha các bạn. Mình dùng cái tay khác mình thọc vô đây ha. Hồ này cá rất là khỏe. Cái mùa này cũng mưa gió nhiều mà cũng ít cho ăn. Quay lại các bạn xem nè. Thôi, trở lại chủ đề chính ngày hôm nay ha. Mình sẽ cải tạo lại cái hồ này. Thì lúc trước thôi các bạn biết là mình để nước vô thôi, mình không có lót cái gì ở dưới lớp nền hết các bạn. Thì ánh sáng mà khi nó gặp cái nền màu sáng nữa thì nó hấp thụ ánh sáng rất là nhiều. Đó, thì thường thì các bạn nên tô chét xi măng lại cho cái nền màu đen ha. Còn không thì lót bạc gì nè, mấy cái bạc màu tối ha. Cho nó hấp thụ cái ánh sáng lại bớt. Còn hồ này thì mình sẽ thử nghiệm cái than tổ ong. Than tổ ong mình có lấy than tổ ong ở ngoài đường về nè. Mình lấy về là nguyên cục ha. Mình lấy nguyên cục xong rồi mình về mình ngâm 3 ngày. Sau mình đập nhuyễn ra. Trời nó hơi tối nên nó hơi khó lấy nét. Đây. Mình đập nhuyễn cái cục than ra như vậy nè các bạn. Sau đó thì chắc mình sẽ lót cái than tổ ong này xuống cũng giống như một cái lớp nền cũng như lớp bùn, thì nó sẽ kết hợp với phân cá, nó sẽ phân hủy cái phân cá ra, nó bớt hấp thụ ánh sáng lại, bớt cho nó đừng có đóng rong nha các bạn ha. Mà mình cũng làm xong rồi sau mình một tay làm một tay quay thì mình sẽ không có làm được tiện, thì mình sẽ làm xong mình sẽ update tiếp cho các bạn ha. Đây thì mình sẽ múc cái này. Lấy cái này đi. Lấy cái xô này đi. Múc mình chảy vô đây nè. Mình chảy đều ra. Đây. Mình chảy đều ra. Ok, thì mình sẽ làm xíu, mình sẽ xong, mình sẽ quay lại cho các bạn xem ha. Rồi. Sau khi mình đã trải một cái lớp nền ra rồi các bạn ha.
mình trải đều ra. Thì cái đóng than của mình nó cũng không có dày quá đâu các bạn, mình trải cho nó mỏng đều ra thôi. Thì tiếp theo mình sẽ châm nước ha. Thì các bạn biết rồi, khi mà cái than tổ ong này các bạn đập dập ra ha, nó có bùng ở dưới ha. Khi các bạn châm nước vô thì các bạn châm từ từ thôi. Ở đây mình châm thẳng nước máy trực tiếp nha các bạn. Các bạn xả nước từ từ vào thôi. Tại vì khi mình xả nước vào mạnh á, cái lớp nền nó sẽ bị bong lên, bong chóc lên, nó sẽ không đẹp thôi. Thật sự mà nói, khi mà các bạn thay nước thì chắc chắn cái nước nó sẽ không có được trong liền đâu. Tại vì cái bùn đó các bạn, cái bùn nó hòa tan vô cái nước đó, nó sẽ làm cái nước mình đục 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 như nước sông vậy đó, nước ao hồ mình vậy đó. Thì sau khi các bạn xả tràn một xíu rồi xong, các bạn đợi tầm khoảng vài ngày, đợi khoảng vài ngày thì chắc chắn thì cái nước nó sẽ được cái bùn đó, nó sẽ được lắng xuống cái lớp nền ha. Và khi mà cái bùn nó lắng xuống, cái hệ vi sinh nó phát triển ổn định đó, thì sau này cái hồ nước của mình sẽ rất là trong. Còn một cái nữa lưu ý các bạn, khi các bạn mới set up hồ á, thì cái hệ vi sinh nó chưa có ổn định đúng không, thì các bạn nên lấy mấy nắp thùng xốp á, các bạn che bớt nắng lại ha. Cái thùng mấy hai thì các bạn che 1/2 lại, cho cái lượng ánh sáng nó vào cái hồ á, cái hồ này của mình nè, nó giảm lại. Vì khi mà cái hệ thống vi sinh nó chưa ổn định thì cái hồ của mình nó không có cái không thể nào cái hệ vi sinh nó không thể nào làm việc được các bạn, nó còn rất là yếu đó. Vì thế nên các bạn che bớt nắng lại cho nó hạn chế cái tảo xanh, cũng như là những cái nó làm nó không có được tốt cho nước, không biết nói sao nữa. Rồi song song đó thì khi mà các bạn muốn cái hồ mình nó xanh tốt ha, thì các bạn mình cũng gợi ý một số cây lan nước nè, cây thủy quỳnh nè, bèo nè, trong nè. Ở đây có cây thủy trúc nè, cây thủy trúc nè, mọc cao ghê không đó, cây thủy trúc, cái loại thủy sinh là rau má nè các bạn, đó là cây rau má đó, rau má mà rau má thủy sinh đó, nó mọc và bán cạn ha. Thì khi mà các bạn có những cái cây thủy sinh như thế thì nó sẽ giúp cho cái môi trường nước của mình nó ổn định ha. Nó sẽ che bớt nắng trực tiếp chiếu vô hồ ha, chống làm cái nhiệt độ trong hồ nó tăng quá đột ngột. Nó cũng là chỗ ẩn nấp cho cá trong mùa đông ha. Rồi nó kiểu như nó trao đổi chất, nó hấp thu mấy cái chất độc trong nước á, nó thải ra oxy cho cá, nó cũng giúp đỡ được phần nào trong cái hệ thống vi sinh trong cái hồ cá của mình. Cái thứ hai thì nó cũng là một cái nơi để cho mấy con cá mẹ đẻ cá con ra, thì cá con nó có nơi trú ẩn, nó không có bị cá mẹ ăn. Mới ban đầu nó ra thì nó kiểu như nó yếu, nó bơi không được mạnh thì nó sẽ có thể núp vô đó. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ xả cái hồ này lên chút xíu, mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem ha. Ok các bạn, sau một hồi mình vô nước từ từ ha, thì nước cũng đã gần lên tới rồi. Thì các bạn khi mà lót nền bằng than tổ ong thì các bạn sẽ thấy một cái lớp ván, một cái lớp ván đục trên bề mặt cái thùng xốp của mình ha. Thì các bạn đừng có quan tâm nhiều quá. Thì ở đây các bạn thấy cái thùng xốp mình có khé một cái lỗ nè để mình xả tràn ra luôn. Thì khi các bạn xả tràn thì cái lớp ván này nó sẽ trôi xuống, nó theo cái đường để trôi xuống nước, nó sôi trôi ra ngoài hết nha các bạn. Thì cái lớp ván này thì là cái lớp ván trong cái đất than thôi các bạn, không có ảnh hưởng nhiều đâu. Thì các bạn xả tràn ra thì nó sẽ hết cái lớp ván đó, và nó sẽ để lại cái lớp cái hồ nước của mình rất là trong. Thì các bạn thấy ha, mình đã ngâm cái than này thì mấy cái bụi nó bay ra ngoài hết trơn rồi đó, mình đã lọc ra bớt rồi, thì mình đập nhuyễn ra thì nó còn cái lớp ván này thôi. Mình xả nước từ từ cho nó tràn ra các bạn ha, thì cái hồ của mình sẽ rất là trong. Nhưng mà tuy nhiên nó cũng không có được trong lắm đâu, vài ngày vi sinh nó phát triển ổn định thì nó mới bắt đầu trong. Đây các bạn thấy không, cái lớp ván nó chảy ra nè đó.
các bạn hồ cá, các bạn nào mà có bị ván á, bị ván đó, ván nước đóng, ván dầu hay là ván đồ ăn hay là ván gì mà nó đóng lên cái hồ các bạn, thì các bạn cứ xả tràn ra như thế này thôi thì đảm bảo các bạn sẽ hết luôn, không có gì hết ha, ở quan tâm. Bởi vì thường các bạn thấy trong mấy cái hồ thủy sinh mấy anh em chơi chuyên nghiệp thì nó sẽ có cái lọc ván này. Đây, đây ván trên mặt nó chạy hết này ha. Đó, rất là tiện luôn các bạn nha. Bắt đầu nó chảy tùm lum hết trơn rồi nè, nó tràn ra hết trơn rồi ha. Mình xả xíu nữa cho nước nó mấy cái cặn bẩn nó ra bớt thì mình thôi không xả nữa, thì để một vài ngày chăm vi sinh rồi vô thì nước sẽ trong rồi thôi. Khi nào cái nước nó ổn định hết thì các bạn hạ cả nha. Thì cái nước này của mình cũng là xài cái nước bằng nước phun tên thôi, nên cờ lo pH là nó cũng chưa ổn định lắm đâu. Các bạn mà thả cá vào liền á, một hai ngày mà các bạn thả cá vào liền á, đảm bảo các bạn sẽ chết ngay đó. Thì các bạn thường thả cá sẽ gặp tình trạng đó ha, cá chết, thả vô cá chết, hoặc là vài bữa cá bệnh thì lý do là nước nó chưa ổn định thôi. Cũng giống như con người mình thôi các bạn ơi ha, đang sống ở mùa hè nóng nực quen rồi, giờ thảy vô cái mùa đông liền thì bị cảm lạnh thôi ha các bạn. Sức đề kháng của con người mình thì nó tốt nên là cảm lạnh không sao, không có chết được đâu. Còn cá nó yếu thì nó bị bệnh không có đề kháng, nó sẽ chết đó các bạn, thấy không? Sau một hồi mình xả tràn thì các bạn thấy cái nước trong cái hồ nó trong rồi, các bạn thấy không, nó bớt trên bề mặt, nó không còn cái lớp ván dầu nữa ha. Thì tuy nhiên cái hồ này chắc chắn là sẽ không chưa có trong liền đâu, do cái than mình mới bỏ vô mà. Thì để vài ngày khi mà cái hồ này nó trong lên thì mình sẽ update cho các bạn sau ha. Đó, ở nhà bạn nào có thùng xốp hãy áp dụng cách này của mình ha. Thì chúc các bạn thành công và có một cái hồ thủy sinh ngoài trời thật là đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Bye bye.